Vâng, chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám nhé. Vì tôi trân trọng giới thiệu quý vị, đây là 3 giờ chiều ngày 29 tháng 9 năm 2019. Và thì tôi đang hân hạnh được đón một vị khách hàng, đó là bác Hải ở Phú Ninh. Và lên để ký duyệt bộ sập. Bộ sập thờ, bộ chết bộ sập cụ đây. Bác xin hình ảnh quý vị nhìn, đây là bác Hải ở Phú Ninh. Cái chiếc cuốn thư đây. Vâng, từ từ để cháu nó đỡ cho bác. Đúng đấy bác ạ. Đấy, ba chữ của bác Hải ở Phú Ninh là chúng tôi chạm theo ý của bác là phụng tổ đường, nơi thờ phụng chính. Vâng, bác kiến xong. Đấy, được tôi chạm mà mai hóa rất là đẹp. Mới đến cầu đối hàng kìa bạn. Rất là đẹp. Đây, cái chân này bác này, cơ bản cái chân chính hoặc là cái kia là nó khắc vào nó thôi. Cái đốc này, cái đốc này 236 đây là của nó. Đến trường kỷ đi bác. Không phải. Đến trường kỷ. Vâng, vẫn bộ đấy, để nguyên đấy. Có bao nhiêu bác kia đâu? Đâu, ở đây chứ bác. Đấy. Đấy, cái hai cái trong ạ. Đấy, cái đấy đấy. Đấy. Không bác, chính vẫn ở đây đấy bác ạ. Đây cháu để đây từ lâu rồi mà. Đấy, bác ký nốt bộ trường.